Trong video này tôi muốn chia sẻ đến các bạn là một cái bí quyết dành cho anh em kiểm tra và giám sát nhà khi mà xây nhà mà không có thời gian, đặc biệt là anh em trong văn phòng. Thế thì làm văn phòng thì không có thể thời gian bạn có thể đến giám sát trực tiếp đến công trình thường xuyên được, mà bạn có thể là nhờ qua cái người, tức là người giám sát và người thợ. Thế thì cái việc đầu tiên để mà đảm bảo được khi mình không có thời gian như vậy mà làm sao có thể là công trình của mình đảm bảo ấy, thì mình ở đây mình chia sẻ các bạn là những cái bí quyết để các bạn quản lý được cái công trình của mình, và đặc biệt đang xây nhà năm 2022. Thế cái việc đầu tiên để mà bạn có thể biết được công trình của mình đang làm những gì mà không cần phải kiểm tra nhiều, mà thậm chí có thể 3 ngày hoặc là 5 ngày, nhiều người có thể là 1 tuần đi công tác về kiểm tra được, thì cái việc đầu tiên thì bạn có một cái bản vẽ thiết kế chuẩn. Đấy, thì trên tay tôi có một cái bản vẽ thiết kế tương đối là rất là dày. Đấy, bạn rất là dày. Đấy, thì cái việc đầu tiên ấy là để mà có một cái cơ sở kiểm tra và giám sát theo dõi quá trình làm ngôi nhà ấy, thì cái việc đầu tiên ấy thì cái bản vẽ nó rất quan trọng. Đấy, thế thì bản vẽ là một cái định hướng cho các bạn là biết được công trình của mình làm đến giai đoạn nào và cần có những vật tư gì, số lượng bao nhiêu, và quan trọng nữa là để cho người thợ, người giám sát công trình tại nhà có thể biết được là cái bản vẽ của mình nó có đúng định hướng theo bản vẽ thiết kế hay không, và mới biết được cái công trình của mình sau khi mà hoàn thành nó sẽ có được, mình hình dung được ngôi nhà của mình sau khi hoàn thành. Thế thì cái việc đầu tiên là như thế. Cái việc thứ hai ấy là bạn phải có cái người giám sát ở dưới công trường là người nhà. Thế thì cái người nhà này thì mình sẽ lựa chọn như thế nào thì tôi sẽ phân tích kỹ sâu cho các bạn một cái video tiếp theo, nhưng mà người nhà là cần phải am hiểu một chút kinh nghiệm về vấn đề xây dựng. Cũng có thể là những chủ nhà mà họ đã xây dựng nhà của người ta rồi, hoặc cũng có thể là người ta đã từng đi làm công trình, một công trình nào đó, không cần nhất thiết là thợ chính mà là một người giám sát công trình, hoặc là biết về một công trình nào đó để bạn có thể sao trao đổi một cách dễ dàng qua điện thoại hoặc là qua tin nhắn online. Đấy. Cái việc thứ ba ấy thì là cái người thợ của mình ấy thì lựa chọn rất là kỹ càng để bạn có thể là biết được đọc bản vẽ. Đấy, đọc bản vẽ khi mà người mình giao bản vẽ thiết kế cho cái người nhân công làm ấy thì bạn cần phải có sao? Bạn phải có một cái người có kinh nghiệm từng thi công mà công trình đã đọc theo bản vẽ thiết kế, để tránh trường hợp là nếu mà không có đọc bản vẽ thiết kế thì người ta sẽ làm theo kinh nghiệm và không theo cái ý tưởng trực tiếp trên cái ngôi nhà của mình. Đấy, thì bạn cũng cần phải cân nhắc cái việc đó. Đây thì đấy là một cái video mình chia sẻ cái phần đầu tiên để các bạn có được cái thời gian mà vừa đi làm việc và vừa đi giám sát được công trình, thì bạn cần phải có một cái ba cái yếu tố đó để bạn có thể là hoàn thành được cái công trình của mình một cách tốt nhất mà giảm bớt cái thời gian và giảm bớt được cái chi phí khi mà xây nhà. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo mình chia sẻ tiếp theo.